phải suy nghĩ cho kỹ, hãng xe kiểu trên toàn thế giới quốc tế luôn, khi mà quan lại con mua chiếc xe đó, thấy không, thì người ta muốn quay con lên người ta phải hỏi con hiểu không, muốn quay con lên á là người ta phải hỏi hãng xe, người ta hỏi con cái này, thằng này nó chơi cái chiêu trò, thấy không, nó bỏ cọc 100 triệu nó muốn vô nó mua chiếc xe, nhưng nó nhờ ở trong đó quay để đưa nó lên là nó một con người không trả giá, con người từ bi, thấy không, con người độ lượng, con người khoan dung đó, cho nên là đó, người tất cả cộng đồng á, với Phật tử nghĩ lầm, thấy không, một người lòng tốt mua không có bao giờ trả giá, đó là nó để đưa cái đề tài ra cho cái hãng xe, cho nên hãng xe mới chụp cái hình nó mới dám lên như vậy, chứ còn mà hãng xe người ta bán mà con lợi con mua đó, phải không, mà người ta, con có đồng ý không, con có đồng ý không, người ta mới quay con ta đưa lên mạng, con hiểu không, cái này nó vô nó đi cái chiêu trò, mà chiêu trò đó nó gạt bên bển, nó gạt dân chúng nghèo, cho nó gạt quốc tế, gạt không được, con hiểu không, bởi vì chiêu xe bên đây người ta ghê lắm nè, người ta còn dữ dội, mà có người ta đầu tư qua tới Việt Nam thì đâu có thể mà cái thằng đó mà nó lên như vậy, mà ông này mua chiếc xe mà không mua thì thằng nó bị đuổi rồi, thấy không, giám đốc còn phải chết nữa, thấy chưa, không có được, cho nên cái chiêu trò của nó, cho nên người ta đâu có nói gì tới cái hãng xe đâu, bởi vì cái hãng xe đó là nó đầu tư hai bên, thấy chưa, nhưng mà khi mà anh đã lên người ta như vậy, người ta bỏ cọc, người ta không mua chiếc xe gì, cái hãng mình nó đâu còn gì, thấy không, cho nên cái chiêu trò của cái thằng này nó ma mị, nó chiêu trò nó đem qua đó là 100 triệu gì đó, 200 triệu vậy, nó đặt cọc, nó chơi sang, mua nó không cần trả giá, nói 2 tỷ 3 tỷ nó mua luôn, nó không cần trả giá, không là cái chiêu trò của nó, cái chiêu trò của nó đó, rồi cái là nó mới nhờ mấy cái thằng này lên đó, là giám đốc giống như đó, là cái lên là quay cái hình nó lên để đưa nó lên, chứ con nghĩ coi cộng đồng mạng đó lên nó như vậy mà nó đưa cái mặt nó ra thì làm gì mà ở trong cái chiêu xe không biết, thấy không, cái hãng xe phải biết chứ, con hiểu không, cái hãng xe phải biết con rồi đó, nó lên đồng mạng rủ vậy nha, giờ mà làm sao mà hãng xe không biết cái mặt nó, thấy không, nhưng mà nó làm cái chiêu trò đó đặng cho dân, kéo dân trở lại, kéo Phật tử trở lại, đặng nó là người nhân hậu, thấy không, người đạo đức, nhưng mà không ngờ nó lộ cái tẩy, thấy không, nó lộ cái tẩy là tiền nó của Phật tử nó mua cho nó tu, nó có tiền đó nó mua, con hiểu vậy không, đó là cái chiêu trò chứ không phải là nó đi mua đâu, nó đâu có khùng gì lúc này mà nó mua xe con, thấy không, cho nên cái hãng xe bên đây người ta cũng vẫn nói là cái chiêu trò, chứ không thể nào mà hãng xe, cái trong hãng xe người ta bán nè, rồi con lỗi con mua xe Honda hay mua gì vậy, tự nhiên quay con đưa lên hả, nếu mà con không đồng ý, phải không, con đồng ý là đưa không được, con nghĩ gì không, đó là chiêu trò của nó gõ lên là cái chiêu trò đó, là bà trả lời cái điều thứ nhất là cái chiêu trò, chứ không thể nào mà lỡ mình đã cọc 100 triệu của tiền giấy hay gì đó. Nó liều bỏ 100 triệu đó, phải không, nó bỏ tiền cọc để mà nó đi cái chiêu trò cho người này quay nó lên, nó quay nó đưa là đồng mạng là khen ngợi nó là một vị sư tu hành chỉ biết thương đồ ra, coi như là trong này nó có bà văn nó đưa ra như vậy để cho thằng này nói lên đó, là cái, chứ ai mà đi bán xe mà tự nhiên mà ta chưa có nhận xe gì chứ mà đưa bốn mặt ta lên vậy, thấy không, có được, ta nói là không phải vậy đâu, bên đây mà nó mua xe mà gì là nghệ sĩ mà ta đứng ta quảng cáo đó, ta quảng cáo mà ta chỉ cần cái người đó mua rồi trả tiền rồi đàng hoàng người ta mới đưa lên, người ta ta hỏi đồng ý không thì người đồng ý ta mới quay lên quay ẩu, vậy bây giờ nha bà đưa con lên con lại quay ẩu còn ở tù không, thấy không, không có được, con mới hỏi thăm người ta chứ, con hiểu không, đó là cái chiêu trò của nó là một điều, điều thứ hai người ta hỏi bà chứ cái giấy của giáo hội đó có hiệu lực không, chết luôn rồi chứ không có hiệu lực gì nữa trơn, thấy không, quốc quốc hội nó giờ ok nè, đại biểu quốc hội Đồng Nai đó là ông đó lên tiếng một cách chỉ nói có không được 10 tiếng nói nữa, phải không, là nó đã có hiệu lực tới cỡ nào rồi, phải không, còn cái bên giáo hội này đưa 1.000 cái giấy đó ra cũng không có gì hiệu lực hết á, cái giấy của giáo hội nó hoàn toàn là không còn giá trị nữa đâu, không còn giá trị ở đâu nữa trơn á, chứ không có nói mà cái giá trị trong tại đất nước cũng không còn giá trị luôn nữa, không còn nữa, có hiểu không, bởi vì là có giá trị hay không là ông giám đốc ở Đồng Nai đó, thấy không, đó cái ông mà bây giờ quốc hội đó, cái ông đại biểu quốc hội ở Đồng Nai đó, ông lên chỉ có 10 tiếng nói thôi là nó có hiệu lực trên quốc tế luôn, nó có hiệu lực tới tất cả nhân dân luôn, thấy không, đó là nó đã coi như cái đó là đã biết biết là cái giấy của giáo hội trung ương trung gì cũng không có hiệu lực hết rồi, không còn hiệu lực nữa,
vì nó quá chìm rồi, nó không còn hiệu lực nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, điều thứ ba nữa đó, thằng Nhuận Đức nó chửi mấy ông giám đốc, mà bây giờ bể ra ông giám đốc ông kêu nhân viên ổng á, chứ là mà ở trong ngành của ổng đó là không còn đi chùa được nữa. Hồi đó giờ giám đốc, người ta làm giám đốc thì nhân viên ta đi chùa đó, mà ngày ngày 30 đi chùa đó, hiểu không? Mà bây giờ người ta không còn đi chùa nữa, con hiểu không? Đó là cái giám đốc của người ta đã như vậy mà nó chửi giám đốc có ăn nhậu làm tội nghiệp ác, cái đó là nó đập cái nồi cơm của nó đưa cái giáo hội này đi sẵn xuống đáy quyền đáy nguyệt luôn, thấy chưa? Đó bây giờ là cái giáo hội này bây giờ không còn đủ uy tín nữa để nói chuyện đâu, muốn kéo cỡ nào cũng không được nữa, muốn kéo cỡ nào cũng không được nữa, chứ không có còn đường đó. Cho nên là nó nhờ bà giới thiệu giùm hai cái câu chuyện đó, là bà giới thiệu rồi đó. Cái chiếc xe đó con hãy nằm suy nghĩ kỹ đi, bây giờ con làm chưa biết, con cứ suy nghĩ kỹ coi là ai con dám quay ai không hả? Người ta có đồng ý con mới quay à? Nghe tôi có mấy đứa người ta nói nè, tại vì người ta lợi, ta lợi hãng con, người ta mua xe phải không, mà ta mua xe mà con quay ta lên thì sao được. Tức là thằng Trân Quang này nó đi cái trò nó đồng ý, giờ nó kêu mấy người để quảng cáo nó đó, nó quảng cáo nó mua nó trả tiền, nó hiền hậu lắm, nó mua trả tiền mà không ngờ là nó tính cái trò, bởi vì bây giờ tổ quả nhập ma nó rồi, thấy không? Chứ bây giờ nó khùng trong trăm tiền mua xe, nó khùng sao, thấy không? Cho nên cái chiêu trò của nó đó, con nằm con suy nghĩ lại coi, phải cái chiêu trò nhà xe bên đây đã từng tuyên bố là cái đó cái chiêu trò, chứ còn xe của quốc tế này à, nếu mà cái thằng giám đốc của bọn nó cũng đầu tư qua hai nước chứ, thấy không? Mà bán cái xe gì mà anh ta chưa có trả tiền trả gì hết, chẳng phải chi nó trồng tiền mặt, nó trả tiền mặt mà đưa nó lên đó là quảng cáo, nó là cái đó là nó khác, thấy không? Đó còn cái này nó mới có đặt cọc hay gì ha, rồi cái bắt đầu chưa gì trên cái quảng cáo nó lên rồi, rồi ca tụng nó, rồi ca tụng nó để cho nó kéo Phật tử trở lại, con hiểu không? Nó kéo Phật tử trở lại, nó là một người liêm chính nhưng mà nó quên rằng nó là một người tu, thì làm gì nó có tiền 3-4 tỷ bạc nó mua chiếc xe hả? Không có được. Rồi, con hiểu không? Cho nên là cái chỗ nó lộ cái hình nó ra luôn, nó lộ nguyên hình, nó coi là cái này nó lộ con quỷ mà nó lộ nguyên hình luôn đó, thì con biết cỡ nào rồi, thấy không? Nó không qua khỏi thằng Nguyễn Sinh đâu, thấy không? Thằng Nguyễn Sinh là thịt, nó Nguyễn Sinh bây giờ ta nói thật là nó bắn sát sát lạc luôn, thấy không? Rồi nó đưa lên một cái là con đã chết được, chứ không phải gì đâu. Nguyễn Sinh nó có đủ, thấy không? Mà nó sơ hở của nó, nhưng nó tính như vậy đó để đưa lên vậy, là cái thằng này nó quảng cáo nha, dòm cái thằng này nó quảng cáo là biết rồi, thấy không? Nó quảng cáo là được một người mà sáng sớm hừng đông mà mờ trời mà thấy êm dịu, mà có một chị vô mua như gì, một chị sư vô mua như gì thì thôi, cái hãng này cũng có đức biết bao nhiêu, thấy không? Mà không có đâu, không có được. Nếu mà con lên cái vị đó nó thưa con rồi đó, nếu mà thằng Trân Quang nó không có, thằng Trân Quang nó không có bài trò đó hay là nó thưa rồi, con hiểu không? Không có được đưa người ta lên, nó có tội là bên kia người ta chỉ nó, còn còn con bán xe mà con đưa người ta lên thì vậy là người con đã phạm luật, con hiểu không? Đó là con phải biết cái hành pháp luật nó như vậy đó, cha. Đó là cái đó là chiêu trò con, bởi vì nó thưa đâu có được, con hiểu không? Bởi vì nó đồng ý đưa lên mà, nó đồng ý đưa lên người ta mới đưa, con hiểu không? Nó đồng ý người ta mới đưa, nó cái một mặt của nó lên chứ nó không đồng ý ai dám đưa, thấy chưa? Còn cái thằng Nhuận Đức đó nó chửi giám đốc, hôm nay giám đốc đã ra lệnh là rõ ràng, giám đốc đã cho nhân viên mỗi tháng đi chùa à, thấy không? Mà bây giờ nhân viên là tao cấm nhân viên, tao cho đi, tao biểu đi bố thí nhà thương, tao biểu cho khác đó, là nó chửi giám đốc. Hôm nay giám đốc lên rồi đó, thấy không? Rồi kêu nhân viên là không có đi chùa nữa đó cha. Còn cái ông ở Đồng Nai, thấy không? Đó đại biểu giáo hội và chỉ nói chỉ có 10 tiếng thôi, 5-10 tiếng thôi mà nó có cái hiệu lực gấp 1.000 lần, 100 lần, 1.000.000 lần một một mà một cái giấy của giáo hội, ông đại biểu quốc hội đó đó, Đồng Nai đó, ông chỉ lên có 10 tiếng thôi, thấy không? Có 10 tiếng nói thôi mà nó có giá trị tất cả cả thế giới luôn, nó không còn giá trị nó đâu mà lên, hiểu không? Đó là bạn muốn nói như vậy nó, người ta kêu để giải thích hai câu chuyện đó đó, đúng không? Thì bà giải thích vậy đó, con thấy được hay là con lên con sợ gì không, Tóm có lại sợ cái gì thằng nhà, không? bà ơi cái thằng Nhuận Đức nó mới giáo hội mới mời ra ngày 4 tháng 6 là biết nè. Trời ơi, thằng giáo hội nó mời, nó mời lên rồi nó rủa, nó xả gì, cái đó nó không có thành vấn đề đâu, cái đó nó không có thành vấn đề, mà nó chỉ phải đưa ra nhầm có hai cái pháp luật mà đưa ra mà nó chửi giám đốc nè, thấy không? Đó cái chỗ giám đốc đó, nó chửi giám đốc đó, nó nói giám đốc ăn nhậu
đúng không? Cái đó pháp luật người ta mới ra, pháp luật có giáo hội rồi lên kiểm điểm, nó nói bậy nói bạ gì đó thì nó nói, hay là chỉ có trục chức nó ra hay không trục chức, cái đó là cái ngành của giáo hội, thấy không? Mà giáo hội này đó là qua ra cũng quá muộn rồi, thấy không? Nó chửi gần có năm nay rồi mà cũng không có dám mà coi lên, mà bây giờ nó quá động rồi, bây giờ nó không còn tiền nữa rồi, thấy không? Nó mới ra tay chứ mà nó còn tiền nó ôm vô này nó cũng chưa có ra cái lệnh mày đâu con ơi, có cái chuyện đó đó, thấy không? Cho nó mời nó mời cái lúc mà người ta giáo hội người ta đã kiểm điểm mà ở Vũng Tàu người ta phải kiểm điểm liền, thấy không? Ta phải coi cái người cái trong cái chùa nào, người ta coi cái chùa nào dù có trong giáo hội hay không giáo hội mà mượn, mà mượn danh nghĩa của giáo hội là coi như mượn cái áo xà xa của giáo hội là người ta đã chặt liền tại chỗ rồi. Cái này để nó nhảy nó đi cho tới tận nay mới kéo nó xuống, thấy không? Là có ăn kia hay gì rồi đó tới giờ mới kéo, mà kéo mà nó muộn quá rồi, thấy không? Nó kéo thì bây giờ nó đâu còn giá trị nữa, thấy không? Kéo lúc đầu nó mới có giá trị, con hiểu không? Bây giờ không còn giá trị, không còn giá trị. Nếu muốn có lấy được cái giá trị, trục chức cái thằng hai thằng này ra khỏi cái môn phái chùa là không còn bản cáo chư nữa thì mới là giáo hội mới có giá trị. Đó là bà tuyên bố mạnh như vậy. Nếu mà lột cáo sư nó ra, đuổi nó ra khỏi cái dòng tu này, thấy không? Đó, mày tu đâu mày tu rồi, thấy không? Cái chùa giao lại cho người khác, đó, mày đâu phải mượn cái chùa này mà để mày lên như vậy, thấy không? Dục nó ra ngoài, đó thì có thể là mới nắm lại được thôi, chứ còn mà còn hai thằng này mà phạt răng hay là đình chỉ hay là cái gì đó hả? Trời ơi, với hơn nữa là lộ cái chỗ là ông Thích Minh Đạo, nó, thấy không? Ông Thích Minh Đạo, ông nói đó là không có phải là cái chuyện sai. Mà bây giờ ông Thích Minh Tệ đó là trên toàn thế giới bên Mỹ công nhận luôn. Bên Mỹ người ta nghiên cứu về cái đường Phật học của người ta đó. Đó là nghiên cứu ông đi đúng theo cái đường lối Phật Thích Ca. Đó mà ra đúng đường lối luôn. Thấy không? Là ông đi đó năm nay đó là coi như Đức Phật Thích Ca đã tu khổ hạnh 6 năm. Đấy không? Mà bây giờ ông đã đúng 6 năm rồi đây nè. Thấy ra. Đó. Đó là người ta tin tưởng về du di, người ta phối hợp cho nó trùng hợp với nhau, cái nhà khoa học người ta trùng hợp với nhau, người ta đem được với nhau những tiến sĩ người ta đã đưa về cái Phật, cái ngành Phật học của Phật giáo đó, Phật giáo trên toàn thế giới đó là đem ổng vô rồi, đem vô được hạng nhất luôn chứ không phải là cái chuyện thường đâu con. Đó con đọc đi, thấy không? Đưa vô rồi đó. Còn cái đời cái giáo hội bả nó không có giá trị, còn giáo hội các nước khác có giá trị là bởi vì giáo hội khác là không có nói vậy. Nó được, được, thấy không? Giáo hội chỉ cần nói là sao mà kêu đệ tử lại nói sao đó nói như vậy, hãy bỏ, không có được, thấy không? Nếu còn lên lần thứ hai là công an là tới luôn. Mà giáo hội kêu lại đó là có công an luôn không con? À, bà này nói vậy đó nghe không? Không, nếu mà kêu một người sư đó tới là có công an, có giáo hội luôn, là dạch rõ cái hành vi như vậy không được tốt. Thấy chưa? Là nhờ cái ông trưởng trong đó đó là phải lột cái áo này ra, thấy không? Lột cái áo ra nghe con, lột cái áo ra cho đi ra. Cho đi ra ngoài tự sám hối ở ngoài, tự làm việc ở ngoài, tự làm một thời gian. Nhưng mà cái người nam ở bên đây đó là được đi tu 7 lần, xuất ra rồi, thấy không? Được đi tu lại được, mà đi chỉ được tu 7 lần. Người nữ tu là tu luôn. Đó là bên đây như vậy, là đồ cáo sư ra là con đi ra. Đó là bên Thái nó vậy đó. Đó, lên toàn thế giới luôn, trong đó mình Thái gì trơn trọi á. Thấy không? Cho nên nó gửi qua, nó rồi hôm qua nó hỏi bà ơi giải quyết dùng cái xe của anh ta Thích Trong Quang, cháu mua xe cho nghe nó bỏ rồi. Tôi nói không, nó không có đi mua xe lúc này, nó không có điên, nó đi chiêu, thấy không? Nó đi cái ma mị, bởi vì nó từ ma mị mà, nó ma mị nó gạt dân chúng mà, từ nay nó đúng là cái ma mị tiếp, nó không có gì trơn á, nó ma mị tiếp cho tôi hỏi, bây giờ con lại con mua xe mà ai mà chịu cái chuyện đó, con hiểu không? Nó, bây giờ con lại mua không, cái tôi mua xe anh, cái anh quay tôi lên đưa tôi lên vậy, anh khen tôi ngợi gì á. Trước khi rồi tôi mua anh Chiến anh mua tôi xe này, tôi quay anh lên tôi khen ngợi anh như gì nè, phải đưa văn bản cho con đọc nghe không, thấy không? Nếu con chịu anh cứ đưa lên đi, đó là lên cộng đồng mà, rồi nó mới tách cộng đồng. Còn cái chuyện quấy đó người ta có quyền người ta đưa liền thôi, còn cái chuyện con đàng hoàng là không có thể được. Nhưng mà mấy cái thằng chia xe này, nó bán xe này, nó làm gì nó không biết Thích Hôm Quang hả? Con nghĩ đi, thấy không? Cộng đồng nó lên vậy hết trơn, cộng đồng nó lên vậy chân rồi, trong mấy cái thằng này làm gì nó không coi Facebook ra, thấy không? Nó biết rồi đó, ổng lại rồi, nó cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái chiêu này đó, cái chiêu này của anh Thích Trong Quang với cái đồng đội của nó, cái Thích Trong Quang nó đưa lên là tốt như vậy, nó mua không cần trả giá, thấy không? Nhưng mà nó không ngờ nó loại cái đùi, nó không ngờ là cộng đồng nói là tiền của nhân dân lấy gì trả giá, vì nó có làm khổ đâu mà nó trả giá, thấy không? Nhưng mà nó không có mua, nó lên mạng như vậy nó liều bỏ 100 triệu thôi chứ nó đâu có mua, thấy không?
nó qua nếu mà kéo Phật tử mà kéo lại được á, nó kéo Phật tử lại được thì nó lại nó trồng tiền chứ sao. Nhưng mà nó lên nó mới có lên một thuốc bắp là đã bị nổ rồi, phải không, bị bom nổ rồi, thì có lúc đó làm sao nó dám lại được. Còn nếu mà lên chút bắp mà cái trong khi người ta quan hô nó ta trưng thự nên ta chở lại với nó thì nó lại trồng tiền chút xe, con hiểu vậy không? Là mấy chiêu xe nó nói cho bà nghe như vậy đó. Hiểu không? Mấy cái thằng bán xe á, mấy cái hãng lớn đó nghe con, hãng lớn bên Mỹ đó, nó giải thích cho bà nghe rất là rõ là như vậy. Nó không được, cái này là đi cái chiêu mà, bởi vì nó bán xe là phải còn nếu mà nhân viên mà lên bậy bạ mà không trình lên giám đốc là cũng đuổi cái nhân viên một cái là chết con ơi. Không, còn trong khi mà lên người ta không đồng ý, ta thưa bật lại là mất chiếc xe luôn nữa, đền danh dự người ta đó con. Bên Mỹ nó cũng là danh dự mà bên Thái cũng là đền danh dự, con hiểu không? Các nước đều đền danh dự của người ta, nhưng mà thằng này nó đâu có dám thưa, tại vì nó ra chiêu cho nó thưa. Hiểu không? Cho nên bản mới điện qua cho bà, nói bà giải thích dùng cái chỗ cái chiếc xe của thằng này mua xong bỏ. Rồi nói để mấy thằng kia nó quay lại cho bà coi kỹ, coi bà nghe cái giọng của cái thằng nó giới thiệu chiếc xe coi. Thì bà nghe cái giọng mà biết liền, thấy không? Bà nghe cái giọng đó là bà đem cái giọng lại cho mấy cái hãng xe chiêu xe nó, cái này là không có, nó đóng kịch chứ không thể nào mà được như vậy được. Trời ơi, hãng lớn người ta con ơi, có được đâu con ơi. Đó là bà giải thích đó nghe. Còn gọi nó hỏi tới cái giới quốc hội thì bà nói giới quốc hội nó không còn hiệu lực, không có hiệu lực luôn. Hiệu lực với ai? Nếu mà hiệu lực với người ta đi đúng, người ta tu hành đúng, hiệu lực với người ta xin từ chức tâm vô. Không cho tao tu ơn tại nhà, không cần vô giáo hội chứ nữa. Giáo hội là chỉ cái nó làm cái điển hình cái về cái nguyên lực cái nguyên tắc thôi, chứ không có cái vụ mà đem cái giáo hội mà ra mà để hù người ta, không có được. Cái giáo hội bên đây mà cái này mà đem giáo hội mà hù bên đây thì chết rồi, đất nước Thái Lan này đâu có cái hàng triệu chiếc chùa vậy, không có được. Không có con ơi, không có đâu. Cái chuyện đó trời, cái giáo hội mà lên cái đó, tao nói cái ông mà thích Minh Tuệ mà ông đi nhập thất rồi đó con, hiểu không? Ôi trời ơi, thành ra bây giờ không biết kêu ông lên một lần thứ hai nữa mà không biết chữ ông tội gì chưa biết, nhưng sự thật là ông đã từ chức rồi. Ông từ chức rồi thì ông đi nhập thất chứ có gì đâu, ông xuống thì ông đâu quyền hạn gì chống nữa. Thấy không? Ông xin từ chức rồi, mời ông không có gì, mời ông không biết là nói ông cái gì rồi bắt tội gì ông cũng chưa được. Mất quá trục xuất ông ra khỏi sư môn rồi, nhưng mà ông đã từ chức ra khỏi sư môn rồi, thấy không? Thì ông có tội gì nữa thì kêu công an, mà công an rồi lại bắt ông tội gì, thấy không? Cho nên cái giấy của quốc hội không còn, cái giấy giáo hội đó không còn giá trị đó. Mấy đứa kia nó sợ có giá trị rồi mà mời ông về không biết nó trừng trị, ông không có gì để trừng trị ông được vì ông đã từ chức rồi, thấy không? Lột ông sư ông cũng không được, ông từ chức ông ra khỏi rồi mà, thấy không? Ông đâu còn trong đó nữa mà lột ông sư ông. Với ông đâu có nói gì phạm đâu, ông chỉ nói gì ông xin lỗi rồi, ông hạ mình xin lỗi rồi, ông xin từ chức thôi. Thì người ta cái chuyện mà người ta con làm gì, người ta xin lỗi con thì con có tha thứ cho người ta thôi. Vì cái gì, bởi vì cái chuyện nó đâu có đi đến cái chuyện giết người đâu mà phải ra tới pháp luật, thấy không? Còn quá quá thì con kêu nó lột áo, nguyên do gì lột áo, nó cũng lột được, người ta đi sám hối rồi, thấy không? Đó là cái chỗ đó nó không có hiệu lực đâu, mời trăm có vé không chưa có hiệu lực. Mời lên được xài sể, không phải là kêu ổng lại nữa, ổng cũng lại nữa, tại vì ổng điện tăng rồi. Vì ổng muốn đi tu, ổng buông xả rồi thì lại cỡ nào ổng cũng lại hết đó. Nhưng mà lột áo ổng thì chưa chắc ổng lột được. Đó là cái chỗ đó, nó không còn cái giá trị. Nó con hiểu không? Đó là người ta kêu bà giải thích vậy đó nghe. Trời, lâu lâu nó kêu bà như chứng thần tháp.